Vừa qua, gần 30 học viên là các phóng viên, cán bộ truyền thông trẻ tại Hà Nội đã hoàn thành hai khóa tập huấn giới và bình đẳng giới, hoạt động thuộc sáng kiến của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Với sáng kiến này, thông qua chuỗi hoạt động tập huấn và thực địa đã truyền cảm hứng và hỗ trợ các phóng viên trẻ và các cán bộ truyền thông trở thành những người tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các tác phẩm báo chí của mình. Thông điệp chính mà sáng kiến hướng đến đó là yêu thương và không định kiến. Với vai trò định hướng dư luận và kiến tạo xã hội, các phóng viên và các bộ truyền thông trẻ và cán bộ truyền thông trẻ cần trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, có những góc nhìn đúng đắn, khách quan để tránh việc vô tình củng cố các định kiến giới. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.